với những cái nhịp thị trường DJ không dài này, chúng ta sẽ ưu tiên xét những cái phương pháp nó hơi lộn xộn một chút thì chúng ta sẽ có tỷ lệ win khá là cao. Hôm nay em sẽ đi hai lệnh này cả nhà, hôm nay em sẽ đi hai lệnh này, em sẽ gửi lại ở đây thì mọi người có thể nhìn lên trên này, thị trường nó đi này nhưng không bao giờ có dây bạ, chỉ có 3 cây và 4 cây, 3 cây và 4 cây nên là binh bông rất là nhiều, thì em sẽ ưu tiên xét những cái lệnh như thế này ạ. Và khi anh em xét bot thì mọi người chuẩn bị số vốn tầm khoảng lệnh 6 lệnh 7 là hợp lý, tầm lệnh 7 là hợp lý nhé. Hello em. Hello, hello cả nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu vào lệnh ở lệnh sau đấy cả nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu vào lệnh ở lệnh sau đây. Ví dụ mọi người nhìn cái nhịp thị trường như này thì chúng ta có thể đi theo phương pháp như thế này khá là đơn giản ạ. Ví dụ nha, khúc này đang đi dây, chúng ta bắt dây luôn. Ok, buy. Đầu tiên chúng ta vào lệnh buy luôn. Chúng ta sẽ vào một lệnh buy. Order buy. Nhà nào mở mic cho chúng ta. Lệnh đầu tiên chúng ta vào một lệnh buy, tức là cái chúng ta xét cái lệnh này, cái những cái lệnh trên em gửi em, mọi người nhìn cái lệnh trên nó bắt cả buy cả sell, cả buy cả sell rất là lẫn lộn. Đây là dây chúng ta không sợ và binh bông chúng ta không sợ. Vì những cái lệnh như này đi tỷ lệ win nó rất là cao vì chúng ta bắt binh bông. Bắt nó không đúng theo một cái quy trình nào cả. Ok, lệnh này chúng ta lót đúng không? Ok, lệnh này chúng ta lót thì mọi người quản lý lệnh vốn, quản lý lệnh vốn theo cái tầng lệnh của trên chúng ta này. Một xanh một đỏ này chúng ta tiếp tục một lệnh. Nên chúng ta tiếp tục một lệnh buy. Mọi người có thể quản lý vốn một tầng nhé, quản lý vốn một tầng cũng được, không nhất thiết phải hai tầng đâu. Quản lý vốn hai tầng thì rủi ro nó cao hơn rất là nhiều. Chúng ta quản lý vốn cho một tầng thôi. Như hôm nay chúng ta, em nghĩ là chúng ta nên ưu tiên đánh một lệnh ở trên thôi. Chúng ta đánh một lệnh ở trên cũng được. Còn nếu mà nó đi dây, vì sao chúng ta vẫn bắt dây được? Vì cái lệnh dây nó rất là ít. Cái lệnh dây ra đúng nhịp như thế, ba cây xanh ấy, ba cây xanh chúng ta vào xanh tiếp, nó không quá nhiều nên chúng ta bắt chúng ta đều có thể bắt được. Mọi người nhìn thấy nó đi ba cây xanh ở trên, như ở trên kia là chúng ta cũng chỉ đến lệnh thứ hai thứ ba chúng ta cũng muốn win. Quan trọng nhất là khi vào thị trường mà muốn set được bot thì mọi người bị nhìn thị trường nó đang đi như thế nào. Nếu nó đi binh bông nhiều mọi người tiên set dây hoặc là set đi lệnh lộn xộn xen kẽ. Còn nếu mà nó đi binh bông nhiều thì mọi người nó đi dây nhiều mọi người set bắt dây luôn. Ok, chúng ta có lệnh win đầu tiên. Win rồi thì lệnh này chúng ta lại tiếp tục một lệnh buy này cả nhà này. Chúng ta tiếp tục một lệnh buy. Nếu đúng là chúng ta phải chờ tín hiệu, đúng rồi, chúng ta phải chờ tín hiệu khi là xuất hiện một xanh một đỏ ấy. Nhưng ở khúc này chúng ta sẽ ưu tiên vào lệnh luôn nhé cả nhà. Chúng ta sẽ vào lệnh luôn. Chúng ta bắt một lệnh buy. Mọi người nhìn cái lệnh ở trên em xét một xanh một đỏ bắt buy đúng không? Nếu đúng tín hiệu chúng ta sẽ phải chờ, những cái khúc này nó đang ở tạo đáy rồi, chúng ta bắt luôn. Tức là cái quan trọng, cái phân tích thị trường này ấy, thì nó cũng chỉ dựa trên lịch sử thôi. Lịch sử nến vừa qua mọi người làm cái lệnh con bot thống kê thị trường một giờ vừa qua thì mọi người sẽ thấy là thị trường nó đi như thế nào, thì mình ưu tiên chọn phương pháp đấy, nó cũng chỉ là tương đối nha cả nhà, nó cũng chỉ là tương đối thôi ạ. Có anh chị nào có câu hỏi nào mọi người đưa lên đi ạ. Đến thì hay nhỉ. Ok, chúng ta chưa win. Mọi người quản lý vốn lệnh thứ hai. Quản lý vốn lệnh thứ hai, chúng ta tiếp tục một lệnh buy. Chúng ta tiếp tục một lệnh buy. Chúng ta tiếp tục một lệnh buy. Có nghe có câu hỏi nào không? Tức là quan trọng nhất là cái vấn đề mọi người vướng phải ấy. Dù mọi người set bot ở phương pháp nào, mọi người vẫn phải đặt cái lệnh profit. Vẫn phải đặt cái lệnh chốt lợi nhuận đấy ạ.
khi là đủ lợi nhuận là sẽ phải chốt, chứ chúng ta không thể đặt bốt là chạy bất chấp được. Quan trọng nhất điều đó, cứ đủ profit là chúng ta phải chốt. Và thường thường thì mọi người nên chốt profit từ 1 đến 3% trong cái giới hạn đấy, rất là ok ạ. Ok, chúng ta win đấy cả nhà. Chúng ta tiếp tục win. Chúng ta sẽ chờ tín hiệu nhé cả nhà. Đúng tín hiệu chúng ta sẽ vào như cái lệnh ở trên, một xanh một đỏ. Chứ cái khúc này thị trường rất có dễ để em quay về bình bông. Này chúng ta sẽ ngưng. Nếu lệnh này nó ra sell lại sau, chúng ta sẽ tiếp tục một lệnh buy. Và chúng ta sẽ bắt đúng theo cái nhịp bot em gửi ở trên. Đánh như vậy nó rất là nhẹ nhàng ạ. Vì từ sáng giờ em set bot như vậy. Em set từ lúc 1 giờ. Cái lệnh này nó chạy từ 1 giờ đến tối này. Em có lợi nhuận được đâu là hơn 100 đô. Mà nó cũng chỉ dính một lần lên lệnh bảy là cao nhất. Chúc mừng thầy Tú nha, về bờ rồi nha. Chúc mừng thầy. Cắt lỗ và chợ và về bờ rất là nhanh, dù đi min rất là nhỏ. Chị có câu hỏi mọi người đưa lên nhé. Ok, thì nó đang đi khúc nhảy. Lệnh này chúng ta sẽ ngưng nhé cả nhà. Lệnh này chúng ta sẽ không vào lệnh. Vì là chúng ta đang đã chạy theo đúng hai lệnh như ở trên. Còn nếu anh em thích đánh theo thị trường này thì em vẫn có thể đánh được, đánh cùng mọi người được. Như vì chúng ta đang set bot, đang đánh theo một cái lệnh bot để mình nhận định thị trường. Vì là nhận định thị trường, mọi người có thể nhìn cái thị trường ở trên này, cái khung giờ trước nó đi sell là rất là nó nhiều vẫn buy đúng không? Thì khung giờ này em có thể ưu tiên là bắt buy. Và em đang bắt thêm một cái lệnh nữa, đó là lệnh bắt binh bông và cắt dây và bắt bánh mì. Thầy Tú cứu em, thầy Tú cứu em. Nào xem, xem không? Ngồi lại đây này, ngồi lại xem, để ngồi lại. Ngồi lại. Trật tự để bố làm nhé nhé. Hello thầy Thông, hello thầy Tưởng. Hello con Linh, hôm nay cả nhà rất là đủ. Ok, lệnh này chúng ta sẽ vào một lệnh buy nhé cả nhà. Chúng ta vào một lệnh buy, 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 buy. Chúng ta vào một lệnh buy. Anh em hỏi đi nha. Chúng ta vào một lệnh buy. Hello. Anh em hỏi liên tục thì em mới có cách để ạ. Ok, chúng ta tiếp tục win nhé cả nhà. Chúng ta có lệnh win thứ ba. Để đã win là chúng ta sẽ lại ngưng nhé cả nhà. Chúng ta sẽ ngưng chờ một cái tín hiệu thứ nhất. Thứ hai là ở cái khúc này này, mọi người có thể nhìn thấy thị trường nó đang tạo lên một cái đáy. Nó đang tạo cái đáy, anh em hoàn toàn nó giữ lại đảo hàng toàn nó cơ sở đặt buy. Như cái cây nến trước, xuống hai cái nến rất là mạnh thì nó lại một cây nến hồi. Nếu cây nến này nó xuống đỏ mà nó không vượt quá cây nến xanh thì anh em vào lệnh buy rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà anh em mà vào cái lệnh sell chỗ này thì nó tỷ lệ lót nó hơi cao một chút ạ. Nên là chúng ta sẽ gì vậy? Nên là chúng ta sẽ ngưng không vào. Dương Trường Văn Dương Trương Văn Trường. Đập bài. Lệnh này chúng ta ngưng. Ý chưa? Ok, chúng ta đã có tín hiệu vào một lệnh buy nhé cả nhà. Chúng ta có tín hiệu là chúng ta sẽ vào một lệnh buy. Chúng ta có tín hiệu vào một lệnh buy. Với số vốn 60 đô thì 60 đô thì bạn nên set những cái lệnh đi đều tiền nhé. Bạn nên set những cái lệnh đi đều 200 đô đúng không? 200 đô thì bạn set binh bông cũng được. Set binh bông được hoặc bắt lịch sử 2 cây 3 cây cũng được. Lệnh này chúng ta vào một lệnh buy 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 A C D thôi thầy. Nên dậy sợ về. What the fuck?
Nếu vốn 200 đô bạn đi đến lệnh 200 đô đến lệnh 6 rồi đâu, 200 đô đi đến lệnh 5 thôi. 1 2 4 8 16 200 đô đi lệnh 5 thôi nhá. Hello Tiến tiền tỷ. Thì tú về bờ rồi em ơi. Fibonacci rồi em. Ok, chúng ta có lệnh win thứ tư, chúc mừng cả nhà. Cái phương pháp này chúng ta vì chúng ta đang đánh theo set bot, chúng ta đang đánh theo set bot nên chúng ta vào lệnh khá là chậm nhé cả nhà. Chúng ta sẽ vào lệnh khá là chậm, lệnh chúng ta sẽ không vào nhé cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ đi hai lệnh em gửi này, vì là cái thị trường nó đi binh bông bánh thì nó khá là nhiều. Mình xét binh bông đấy bắt không đúng màu binh bông chúng ta vẫn lót rất là nhiều, nhưng chúng ta lót cái lệnh trên này này. Như cái lệnh em gửi trên lệnh 1U1D kìa. Nó bắt binh bông này. Bắt binh bông, bắt bánh mì. Xong lại tiếp tục bắt lại tiếp tục bắt lại là bắt bắt binh bông. Binh bông bắt đến kệ đến 3. Đến 3 cắt binh bông mình vẫn win. Nói chung cái những lệnh với cái số 4 tầm 500 trở lên thì rất là dễ xét. Thực sự là số 4 500 trở lên một cái xét lệnh rất là dễ. Nói chung là cũng chỉ có hai dạng thôi, lịch sử và binh bông thôi. Lịch sử, xét lịch sử thì nhanh nhanh đủ target hơn, nhưng mà chốt chốt target sớm, nhìn thị trường trước khi xét. Đúng rồi. Ok, chúng ta có tín hiệu và lệnh này chúng ta sẽ vào một lệnh buy nhé cả nhà. Lệnh này chúng ta vào một lệnh buy. Lệnh này chúng ta sẽ vào một lệnh buy. Vì là chúng ta xét cái phương pháp ở trên kia khi mà có tín hiệu chúng ta sẽ vào lệnh liên tục. Lệnh này chúng ta vào một lệnh buy. Ok, chào anh Quân, chào anh Tú nha. Chào thầy Hải. Ủa, hôm nay là sao lại anh Quân đọc lệnh ạ? Hôm nay anh đọc anh đánh theo bot và anh sẽ giải đáp thắc mắc mọi người trong lúc set bot, và là ví dụ mọi người chia sẻ lên cái số vốn bao nhiêu, hay là muốn tham khảo cái gì đấy thì anh sẽ xét hướng dẫn cho mọi người luôn. Dạ vâng ạ. Thầy Hải, chúng ta đến với chúng ta từ Nhật Bản và con cháu của Tokuda. Đừng nói về Tokuda, em ngoan lắm. Em ngoan mà. Lên. Ok, lên rồi. Ok, chúng ta có lệnh win thứ 5, chúc mừng cả nhà. Chúng ta có lệnh win thứ 5 và chúng ta chỉ có lệnh 2 là cao nhất. Hiện tại. Tokuda là anh. Ok, lệnh này chúng Nhưng ta mà má sẽ tiếp tục ngưng. đưa đọc má cho em ạ. Đưa đọc má cho em. Mọi người có câu hỏi nào, mọi người tiếp tục đưa lệnh, mọi người đưa câu hỏi lên nhé. Đưa câu hỏi lên thì em sẽ giải Đây đáp này. chứ. Mọi người ơi, đây có một số cái phương pháp cho mọi người. Mọi người có thể hỏi một số phương pháp đây để Quân phân tích cho nó rõ nhé. Đọc má, đọc má. Đấy. Thế như cái phương pháp nhận định thị trường này em vẫn chưa hiểu gì ạ. Nhận định thị trường đúng không? Dạ Tức là vâng. khi đây em để mình gửi cái thống kê thị trường 1 giờ vừa qua lên đây nhé. Mọi người tự nhận định thị trường là như thế nào? Là mọi người nhìn vào cái nến báo tín hiệu trong vòng 60 phút vừa rồi, xem xu thế nó đi binh bông hay là nó kéo nến cặp hay là nó kéo 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 dây, để mọi người có thể nhận định được phương pháp tiếp theo mọi người đánh là gì, được chưa? Thôi mọi người nhìn vào vào con cái bốt tín hiệu này, hiện tại mọi người nhìn thấy không ạ? Ở nó sẽ từ trái ra qua phải và từ trên xuống dưới, thì 60 phút trước cách đấy lâu nhất nó đang đi dây đỏ, xong nó chuyển về binh bông, xong lại ba cái xanh đúng không ạ? Thì hiện tại nó đang kéo về binh bông, thì nên là thầy Quân đang xét binh bông đúng không? Hay là đấy. Cả bánh bông, cả bát dây, cả bánh mì, bắt cả bánh bông, cả dây, cả bánh mì. Tôi xem nào. Cái phương pháp của ông là xét là gì nào? Cái lạnh ở trên này. Đang kéo đây. Bắt dây xanh dài đúng không? Dây xanh 4 cây đó là bắt, 3 cây bắt đầu bắt. Mới là bing bông đúng không? Ok. Đây là cái lệnh này chúng ta sẽ bắt mọi lệnh được hết. À, bánh mì tức là hai xanh đánh đỏ hoặc là hai đỏ đánh xanh đấy bạn, đấy nó gọi là bánh mì. Có sợ sàn soi gì em ơi? Tài khoản của em bé bằng con kiến thôi thì ai soi, ai thèm soi em. Tài khoản anh đây 9.000 này, chả thấy ai soi. Tài khoản ở trong sàn mình toàn tài khoản khủng thôi em ạ. À. Em thấm thía gì mà nó phải soi. Ok, lệnh này chúng ta còn tín hiệu, chúng ta vào một lệnh buy nhé cả nhà. Chúng ta vào một lệnh buy. Em chưa được nhìn cái tài khoản 500.000 đâu. Chúng ta vào Đâu, một mọi lệnh người đã nhìn thấy buy. cái tài 50.000 đi anh. 500.000. Em ơi, một lệnh còn 70.000 đi, nói chi là cả tài khoản em. Tài khoản 500.000.
Ui, hôm trước em thấy thầy ném vào con bot trong ấy 50.000, em lại thấy hốt rồi đấy. Quân quân phân tích cho mọi người đi, tại sao Quân lại chọn phương pháp mấy hiện tại nhìn thị trường mọi người thấy không ạ? Mới đầu nó đi dây, xong rồi kéo về binh bông và thêm thêm ba cái xanh, ba cái dấu hiệu xanh ấy. Đấy, bây giờ là hiện tại ở phút gần nhất nó đang là binh bông. Thế nên là theo thầy Quân nhận định thì xu hướng nó sẽ đi binh bông nhiều. Mọi người hiểu chưa ạ? Thế nên là mấy mấy chọn phương pháp binh bông. Chuẩn luôn. Rất chuẩn, quá chuẩn. Nó cái ok, chúng ta có lệnh win thứ 6. Chúng ta win và tiếp tục nói đi cô. Mọi người nhìn nha, nó báo 60 phút tức là như thế nào? Mọi người tại sao phải có cái bot báo tín hiệu? Vì khi mọi người vào ấy, mọi người chưa biết là nó 60 phút trước nó đi như nào. Ngày xưa thì không có, nhưng bây giờ có. Thì để làm gì? Để là phía trước mình nhìn thấy nó đi xu hướng như nào. Vì mọi người để ý nhá, nó là em đã nói rồi, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới đúng không? Thì cứ 60 phút trước nó đổ lại, nó đi xu hướng kéo vào như thế nào thì mình sẽ đánh theo phương pháp như thế. Được chưa? Có một số bạn thì đánh hơi ngược, nhưng mà em thì em hay nếu như cái báo tín hiệu này nhá, mà bên trên ý, nó đi binh bông xong rồi nó về dây thì em sẽ đánh lịch sử luôn. Được chưa ạ? Ở những cái những quả táo nó ở phía xa hơn ý, nó là phía là binh bông, sau đấy càng gần về đây nó càng về dây thì em sẽ chuyển sang đánh dây. Được chưa ạ? Chỉ thế, đơn giản nó chỉ như thế thôi, nó chẳng có cái gì to tát cả. Có một số bạn thì đánh ngược, nhưng em sẽ đánh theo xu hướng của nó, chứ em không đánh ngược với nó. Được chưa? Thế như ok, như... ok, chúng ta có tín hiệu này, chúng ta vào một lệnh bài. Đây này, chúng ta vào đi một lệnh xong bài. Anh hỏi tiếp. Ok, bạn hỏi đi. Vâng, như cái tín hiệu vừa lấy thầy gửi đấy, thì là như kiểu là cái 60 phút đầu đấy thì nó là theo lịch sử nhiều, nhưng về xu hướng càng về cuối nó càng binh bông nhiều. Đúng thầy. Rồi, chuẩn rồi đấy. Đúng rồi. Thì là như vậy thì mình sẽ đánh theo phương pháp là thiên về binh bông đấy ạ. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi, đơn giản chỉ thế thôi, không có gì to to tát cả mọi người ạ. Nhưng mà xong cái này là cái có cái tín hiệu đặt bot thì em nhìn thì em không không hiểu lắm. Cái bot này thì bạn phải học cơ bản rồi mới hiểu. Dạ vâng. Bạn bây giờ bạn chưa hiểu những cái gì cái bot thì sao bạn hiểu được nó là cái gì đúng không? Dạ vâng. Bạn còn chưa hiểu UID là cái gì thì làm sao bạn hiểu được là phương như thế nào? Nhưng mà mình xác định được phương pháp thì mình sẽ học được cái khai triển đấy, nó dễ mà. Vâng. Ok, chúng ta tiếp tục win nha cả nhà. Chúng ta có lệnh win thứ 7. Win chúng ta lại chờ tín hiệu nha cả nhà. Chúng ta sẽ lại chờ tín hiệu. Hay là thầy Quân đang nhận định đúng đúng không? Mọi người nhìn nhá, càng cái phía xa bên trên nó là lịch sử, nó kéo xuống binh bông. Tức là cái lúc thầy Quân vào là 9 giờ ấy, nó đang kéo binh bông vài nhịp đấy. Thì thầy nhận định là nó sẽ về binh bông và chọn phương pháp binh bông. Ngược lại, nếu như mà ở những cái quả táo xa ấy, nó đang là binh bông và dần dần ở những cái phút giữa ấy, nó kéo dần 2-3 cây xong nó chuyển về à đúng rồi, 2-3 cây xong nó chuyển về dây thì mình ở trong bên này mình có thể đánh dây được, hiểu chưa? Thế thôi, dạ vâng, như thế thôi mà. Nó kéo xu hướng như nào là mình đánh như thế. Nhưng có một số bạn thì sẽ ngược lại, đánh ngược lại với xu hướng. Cái đấy là do mọi người, nhưng mà thường thường là em hay đánh theo chứ em không đánh ngược. Được chưa? Chuẩn luôn, nên thuận thị trường nhá cả nhà. Nên thuận thị trường. Mọi người nhìn đấy, một ngày nó một tiếng nó có một báo một lần, mọi người thấy không ạ? Ví dụ ở khung một tiếng trước nó đang đi binh bông rất nhiều, xong khung một tiếng sau nó vẫn đi binh bông thì cái khung tiếp theo không lý do gì mình đi đánh dây cả, hiểu không ạ? Một cái xu hướng mà nó kéo dài liên tục 2-3 khung giờ đều là binh bông thì chắc chắn là cái tiếng tới em sẽ vẫn đánh binh bông, chứ em không 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 chuyển sang em kéo dây, được chưa? Còn nếu mọi người để ý nhá, có những ca buổi sáng 3-4 lần báo tín hiệu một tiếng nó đều là dây, toàn dây, nó binh bông rất ít, thì lý do gì mà tiếng tiếp theo mình lại đi đánh binh bông, đúng không ạ? Đấy, nó kéo rất là rõ xu hướng luôn. Mình nhìn nó. Ok, lệnh này chúng ta vào một lệnh buy cả nhà, chúng ta có tín hiệu vào một lệnh buy. Buy, tiếp tục đi cô Linh ơi, tiếp tục đi. Rất là rõ, trong cái con bot đấy nó có một phần báo một tiếng đấy ạ. Anh chị nhìn họ là biết. Nếu như mà báo sau một tiếng mà mọi người muốn biết là hiện tại gần nhất nó đi cái gì thì mọi người có cú pháp ánh sáng đi thì nó sẽ ra luôn cái cú pháp gần nhất cho mọi người nhìn thấy. Cách nhận định thị trường là nhìn thị trường nó đi xu hướng như nào để mình đi theo nó thôi. Ví dụ như là bình thường không set bot nha, mà em vào màn hình này, ngày xưa không có không có ấy đâu. Đang lót đúng không? Ok, lót. Sao không? Ok, lót lệnh này chúng ta lót rồi mọi người, tiếp tục một lệnh bài. Okay. Chúng ta quản lý vốn lệnh thứ hai, tiếp tục một lệnh bài. Bài. Giống như ví dụ nhá, khi mà em vào thị trường em nhìn luôn cái màn hình này, đang là cái màn hình đi binh bông này này, thì không lý do gì em chọn đánh lịch sử cả. Anh chị hiểu không ạ?
chả chả lý do gì mà đánh lịch sử, trong khi đấy là nó đang đi bing bông rất là đẹp. Em sẽ chọn đánh phương pháp tam thế để em bắt bing bông, được chưa? Đối với thị trường nó chỉ có hai dạng thôi, mỗi 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 dạng nó sẽ có một cái phương pháp khác nhau nhưng phù hợp với đoạn thị trường đấy. Ví dụ như là nếu mọi người xác định bắt lịch sử thì mọi người đánh theo phương pháp lịch sử, được chưa? Bắt bắt lịch sử. Còn nếu như mọi người mà nhìn thấy thị trường nó đi bing bông nhiều hoặc là cặp nhiều thì mọi người bắt tam thế. Khi vào thị trường nhìn như này chắc chắn sẽ đánh, em sẽ đánh chuyển sang đánh bắt lịch sử, bắt bing bông thì em sẽ đánh tam thế thay vì em đánh lịch sử, được chưa? Đấy. Mày ngu như vậy. Ok, lệnh này chúng ta chưa win, mọi người tiếp tục quản lý vốn. Lệnh thứ 3, chúng ta tiếp tục một lệnh bài. Lệnh thứ 3, chúng ta tiếp tục một lệnh bài. Ví dụ nha, ví dụ tiếp trong một trường hợp tiếp, nếu như em không chọn đánh lịch sử hay tam thế, ví dụ em chọn đánh thuận nghịch, thì em sẽ vào thị trường nhìn cái nến thuận nghịch bên trên này. Đấy, xem nó đi đi các cặp nến thuận, nến nghịch nó có đều nhau không. Ví dụ nó đi liên tục các cặp nến thuận, nó đi liên tục các cặp nến nghịch thì em sẽ chọn thuận nghịch, được chưa ạ? Ok, ok. Bye, bye, bye cả nhà ơi. Chả có ai mà vào thị trường đi bài lịch sử đẹp để đi bắt bing bông cả. Hầu như là như thế. Nhưng mà lại, nhưng mà như này, nếu như anh chị nhìn thấy ở trong cái bốt báo tín hiệu 60 phút của anh chị mà nó kéo xu hướng, nó kéo xu hướng được một thời gian rồi nhá, tầm 10 15 phút rồi nó kéo về xu hướng rồi thì có thể đến cái khung tiếp theo nó đổi xu hướng, nó không còn 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 được như mình xu hướng hiện tại nữa. Càng nói càng lót. Càng nói càng lót. Ok, 3, mọi người quản, mọi người quản lý vốn lệnh thứ tư là chúng ta sẽ vào lệnh tiếp nha cả nhà, vào lệnh thứ tư. Ok, lệnh thứ tư chúng ta sẽ vào một lệnh. Lệnh bút của mình đâu rồi? Ok, sell. Ôi, từ, sorry cả nhà nha. Từ, nhầm lệnh bút. Đúng là lệnh trước là lệnh sell, ta win rồi đấy. Ok, lệnh chúng ta vào một lệnh buy. Lệnh thứ tư ta một lệnh buy. Buy, buy, buy. Nhìn nhầm sang cái lệnh kia vì cái tiền em set bot, em set lệnh nhỏ. Em ơi, thị trường nó là thị trường động, không thể có một cái mô thuật nào chính xác thì mà ví dụ như là từng này cái đỏ, từng này cái xanh em phải đánh gì cả, được cả. Hiểu không? Không có một cái mô típ chuẩn nào cả mà mình phải nhìn tổng quát. Nhìn thị trường phải nhìn tổng quát, không thể nhìn được hai ba cái mà bắt có thể bắt được thị trường đâu ạ. Rơi rồi. Ok, 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 không sao, không sao. Chúng ta cái lệnh thứ ba kia là chúng ta win rồi đấy, nhưng mà tại vì em nhìn nhầm cái lệnh bot, em nhìn nhầm cái dòng dưới, không là chúng ta win là lệnh ba rồi. Ok, chúng ta nhầm lệnh đấy, chúng ta đi luôn tiếp lệnh này nha cả nhà. Lệnh thứ năm chúng ta tiếp tục một lệnh buy. Chúng ta đang đánh theo set bot nha cả nhà. Lệnh thứ năm ta một lệnh buy. Hai buy một sell. Buy buy sell buy buy buy. Một lệnh sau nữa mới là lệnh sell. Ok, buy buy buy, lệnh này chúng ta win rồi. Bình bông tức là cây nến lịch sử là một xanh một đỏ đan xen. Tam thế là bạn vào cái mục, vào cái ba vạch bên trên ấy, nó có nhóm tài liệu đấy ạ. À, nó có nhóm video hướng dẫn mọi người vào trong đấy, đầy đủ hết phương pháp, không thiếu phương pháp gì nhá. Được chưa? Thì mọi người có thể lên đấy, mọi người học luôn. Bài. Lên nào. Lên rồi, ok, win. Win. Thầy mày nghe Linh nói chuyện quá nên là phân tâm. Tại cô đấy, win mà quản lý lại vốn, ta chờ tín hiệu cho cả nhà. Win là người quản lý lại vốn. Nhận định thị trường thì mọi người phải nhìn tổng quát thị trường nha. Mà nhìn tổng quát thì mình cần phải có kỹ năng và cần phải có thời gian. Không thể là một hôm mọi người lên mọi người có thể hiểu được thị trường này phải đánh gì. Thế thì cái người mới làm sao mà lúc nào người ta chả win? Làm sao câu chuyện người mới thua, đúng không ạ? Thế nên là tại sao những cái bạn có kinh nghiệm người ta lên đọc cho mọi người là vì người ta có kinh nghiệm nhìn thị trường. Không phải lúc nào cũng 100% là đúng. Nhưng mà ít nhất chắc chắn nào sẽ hơn mọi người, được chưa? Nến niềm kinh này. Kệ nó chứ, nó kinh thì nó vẫn chỉ có buy và sell thôi mà. Chuẩn. Nhìn cái nến này ghét nhỉ. Tôi ghét nến kiểu này lắm, thực sự luôn. Khó nhìn. Lực nó cứ díu díu nhau. Cái này hồi xuống. Hồi lên rồi. Okay. Mọi người tiếp tục đặt câu hỏi đi. Anh em tiếp tục đưa câu hỏi lên nha, thì bọn em sẽ giải đáp với người. Một xanh một đỏ. Có thể hôm nay chúng ta không vào lệnh nhiều, có thể hôm nay chúng ta sẽ không vào lệnh nhiều nữa cả nhà. Khi nào đúng tín hiệu chúng ta sẽ vào.
Cách chỉ tín hiệu theo giờ. Đây, tớ gửi cho cái bot này. Con tín hiệu theo giờ có bot rồi bạn ơi. Tín hiệu theo giờ là con bot nó báo. Thế nha, bot free luôn. Trong này toàn free mà không kiếm ăn được thì chịu luôn ấy. Từ lúc có bot này em chả cần phải xem sàn nó như thế nào ấy. Đúng rồi. Mình đây, có bot báo tín hiệu mà. Bên dưới nha bạn ơi. Không sao. Ngủ chưa? Nó sẽ đi hết cái lệnh bạn đang đi giờ và nó không vào nữa. Thế thôi, còn không ảnh hưởng gì nhá. Ok, chúng ta có tín hiệu lệnh này. Chúng ta sẽ vào một lệnh buy nhé cả nhà. Buy đúng không? Đúng rồi, có tín hiệu lệnh này. Buy, buy, sell nhá. Đừng có lộn thành buy, buy, buy. Ok, buy, buy, sell. Ok, lệnh chúng ta vào một lệnh buy, 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 buy. Bốt nó ít nhầm lắm. Có giống nha, Linh Anh ơi, giống hẹt 100%. Lệnh này chúng ta vào một lệnh buy. Con đi ra ngoài kia để mẹ làm việc. Bye. Ok, chúng ta win nhé cả nhà. Chúng ta win. Đang ngay đang nói đứt dây đàn, không thấy ai nói gì. Bật win. Tận 3 lệnh 20 đô. Chắc chắn em phải nhảy hip hop luôn. Ok, win rồi, lệnh này chúng ta sẽ ngưng nhé cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ không đánh nhiều, ta không đếm lệnh nhé cả nhà. Đếm lệnh này nó tin nhắn trôi rất là ông nhiều. Ơi, ông có nghe tôi luôn. Hả? Sao sao em? Sao sao Linh? Bật ra liên tục à? Okay. Vẫn nghe được mà. Lệnh này chúng ta, lệnh này chúng ta thật và thử giống hệt nhau, nhưng yếu tố tâm lý là yếu tố quyết định 70%. Đúng rồi. Nên là nhiều người bạn đặt câu hỏi là tại sao chị ơi em đánh demo toàn thắng mà đến lúc em đánh thật lại thua. Vì khi mọi người thua là thua tiền thật, mất tiền thật, lúc đấy tâm lý của mình nó không bao giờ được vững như mình đánh demo ạ. Nên là mọi người hãy cố gắng để cho mình ở cái tư tưởng thoải mái nhất. Tuyệt đối không đi vay để chơi nhá. Win rồi đúng không? Ừ. Win rồi, không vào lại, lại không vào lại, không có tín hiệu. Rồi. Tuyệt đối không đi vay để chơi vì mọi người bị áp lực tâm lý. Phương pháp và quản lý vốn nó chỉ chiếm đến 30% thôi, còn lại 100% tâm lý. Rất đơn giản, mọi người nghĩ như này nhá. Bây giờ em cứ cho mọi người là 100 giấy trắng, không hề biết là phương pháp nào hay phương pháp nào cả. Không cần biết, cho mọi người đánh bừa 10 lệnh thì đảm bảo xác suất đúng của mọi người ít nhất là 4 5 lệnh mọi người đánh thắng. Đấy là xác suất đấy ạ, được chưa? Tâm lý rất là thoải mái. Toàn tiền thật là mình hay bị tâm lý, chính vì lý do đấy để diễn lên thua, chứ không phải là do mọi người hay nói là sàn nó nhử, đánh thử thì được mà đánh thật thì thua là nó nhử, nhưng thực tế là không phải như thế nhá. Chuẩn luôn. Kết quả giống một mọi người demo hay thật lên đây với bọn em thì kết quả như nhau. Đúng rồi, sàn demo với live kết quả như nhau. Đúng rồi. Disco và Brabus là hai ứng dụng hoàn toàn khác nhau, không va chạm đến nhau nên nó không bao giờ nó thống kê được là này có người ngồi đây là cùng một nhìn cùng vào một thị trường chưa? Tín hiệu ba xanh đúng không? Tín hiệu ba xanh ấy đúng không? Thì lệnh này chúng ta vào một lệnh buy. Ba xanh, ba xanh. Ok, lệnh chúng ta vào lệnh buy cả nhà ơi. Buy, buy, buy. Buy. Ba đến năm lệnh thực ra nó không phải là điều khó, nhưng vấn đề là khi bạn chơi thật 3 năm lệnh bạn có dừng được không mới là cái quan trọng nhé. Đúng rồi. Hay là bạn ấy muốn thêm 5 đến 10 lệnh, xong 5, 10 lệnh, 20, 30 lệnh. Đấy là cái mấu chốt chiến thắng của mọi người trong này. Bài. Bé mới những người này. Mới là có bạn nào, đây này, em gửi cho mọi người cái này, mọi người có thể tham khảo qua nhé, cho những người mới. Tổng quan hết từ đầu đến cuối đấy ạ. Oh, bài. Tổng quan phương pháp, rồi tổng quan tất cả mọi thứ tâm lý, rồi phương pháp, rồi chính sách nhượng quyền mọi người lên. Ôi trời ơi, vui rồi. Tắt tiếp. Ok, Win, chúng ta tiếp tục bắt bài nha cả nhà. Chúng ta tiếp tục bắt bài. Hơi dài một tí, anh chị em có về ngâm sau nha. Ok, chúng ta tiếp tục bài. On the bài.
Đây là tổng quan tất cả, nhưng mà em chú thích mọi người nên xem cái đến chương 4 nhá. Chương 4 là cái cần chú thích nhất vì nó thực sự là rất là tốt cho mọi người luôn. Chúng ta vào một lệnh bài. Đấy, ví dụ như cái thị trường này này, khi vào đây mà em thấy nó đang đi lịch sử khá là đẹp, nó đi cặp hai xanh hai đỏ, xong một cái đỏ và ba bốn cái xanh, thì chắc chắn em sẽ bắt lịch sử, chứ không lý do gì em chuyển sang bắt minh bông cả, mọi người không ạ? Mình là mình phải đi thuận theo thị trường, thị trường nó kéo xu hướng như nào thì mình đi theo nó, thế thôi. Đúng rồi, là mình thắng, đừng có đi về nó. Thuận theo thị trường là cực kỳ êm luôn. Ok, lệnh này chúng ta lót, mọi người quản lý vốn lệnh thứ hai, chúng ta có tín hiệu vào lệnh bay luôn nhé cả nhà. Một xanh một đỏ chúng ta vào lệnh bay luôn. Ok, lệnh chúng ta vào lệnh bay. Bay bay bay. Lệnh lệnh hai lệnh một. Lệnh hai luôn. Lệnh hai. Không không, quản lý vốn một tầng. Bay bay bay. Ok. Một tầng cho nó nhàn. Chương 4 chính là chính sách nhượng quyền nha mọi người. Mọi người vào đây nó làm việc thì mọi người nên tìm hiểu rõ ràng nó là cái gì. 90 đô cho nó đủ sức. Chương 4 chính là chính sách công việc của mọi người đấy. Ờ đúng rồi, cậu bé buồn. cậu bé buồn ơi, bạn đánh như vậy bạn ra đảo là đúng thực sự. Order by. Nếu mà không ra đảo thì hơi bị bất công với những bạn khác. Quá chuẩn. Ok, chúng ta chưa win. Mọi người quản lý vốn lệnh này, chúng ta tiếp tục một lệnh bài. Thực ra em nói thật mọi người nhá, mọi người nói câu này hơi mất lòng anh chị mà có 200 đô ấy, tốt nhất là nên bỏ ý định chơi đi mà mua bài phân trai mà làm, nó thật sự ấy. 200 đô bye. Mua bài phân trai mà làm ăn chắc, sự thật như thế. Mình cầm chắc trong tay rồi, tiền rồi, có bài văn trai là vớt được hết. Bao chuẩn. 200 đô anh chị với tầm vốn như thế nó khá là bé, mà để mà gặp thị trường động ấy thì có thể là một hôm cháy mất luôn. Nhưng nếu anh chị mua bài văn trai nhá thì cái quyền lợi của anh chị nó sẽ được lâu dài. Lên. Đứng nguyên này. Nếu này ghét nhỉ. Không cười quái nào luôn. Ok, mọi người quản lý vốn lệnh này chúng ta sẽ vào một lệnh sell. Vì chúng ta đang đi hai lệnh nhé cả nhà, chúng ta vào một lệnh sell. Sell. Bye bye sell đúng không? Ừ, Linh ơi chính sách chia sẻ luôn. Tiền đâu rồi? Đây, em sẽ gửi riêng cái chính sách này ra một thành một dòng cho mọi người nhé. Nó dễ hấp thụ. Oh, the sell. Ngày bữa nào cũng chia sẻ khán cổ rồi. Mic quả nào tắt ra nào. Ok đấy. Tắt rồi sao? Tôi vừa tắt rồi. Cái chính sách này thì bọn em chia sẻ khán cổ luôn. Và tại sao lại chia sẻ? Tại vì rất là đơn giản, tại vì em, Quân và tất cả những bạn đang làm hệ thống ở đây đều kiếm được tiền ở chính sách này nên mới chia sẻ cho mọi người. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Ok mọi người, quản lý vốn này, lệnh này chúng ta sẽ là lệnh thứ 5. Lệnh thứ 5 quản lý vốn, nhưng mà phương pháp chúng ta đánh theo bot là lệnh thứ 4. Ok, một lệnh buy. Chúng ta vào lệnh buy. Chúng ta đang đi theo lệnh ở trên đấy cả nhà. Đúng rồi bạn Lâm, 1% giao dịch của bản thân. Vì cái buy franchise này nó đảm bảo quyền lợi mọi người rất là tốt. Vì quyền lợi của bài phân trai tất cả mọi người vào trước và sau là như nhau nhé cả nhà. Chúng ta vào một lệnh bài. Người vào trước và sau quyền lợi của bài phân trai nó là như nhau. Ai tập trung, ai làm mạnh thì lợi nhuận cao. Thì có cái thu nhập lớn. Chú thích nhau. Cái này có hai cái chú thích mới cập nhập. Một là phải có hai người mua bài phân trai và người mới rút được tiền. Nên win đi rồi tính nói tiếp. Win rồi nói đi. Hai đó là khi sàn mới cập nhật một chính sách mới là khi mà mọi người mua buy franchise xong ấy thì trong 60 ngày cứ 2 tháng mọi người phải có một người mua buy franchise, F1 mua buy franchise nha. Một cái chính sách mới nhưng mà em nghĩ rất là tuyệt vời luôn. Tiếp đi Linh cứ nói đi.
không vào lạnh. Lệnh này có tính theo vào lãnh đâu. Nhận ở chỗ nào? Nhận ở phần commission nha bạn ơi. Nhận ở phần commission. Ở trong cái chắc là mọi người mới, mọi người chưa vào khám phá hết cái giao diện của sàn đúng không? Nó sẽ có phần wallet này, account này, rồi thì banter này, commission và support. Thì đối với những bạn chơi thì các bạn ấy không hề bao giờ sờ đến cái phần banter, tức là phần hệ thống. Và phần commission là phần tiền hệ thống cả. Thế mọi người sau hôm nay mọi người nên tìm hiểu nó nhé mọi người. Ok, lệnh này chúng ta sẽ vào một lệnh buy nhé cả nhà. Chúng ta có một tín hiệu một xanh một đỏ. Mọi người. Em okay. Là người làm hệ thống cộng với người chơi thì em thực ra bây giờ em chỉ quan tâm đến mỗi hai phần đấy. Em chỉ quan tâm đến commission và banter đấy. Còn cái phần account thì nói thật với mọi người em không vào. Vì em toàn cái bot, em chả vào màn hình giao diện mấy đâu. Phần em quan tâm nhất bây giờ là commission. Vì cái đấy là luôn luôn dương mà. Có rất nhiều buổi chia sẻ về commission cho mọi người rồi. Không phải tự dưng là các thầy đi trước rồi thì đến bọn em rồi các bạn đều chia sẻ về cái bài văn trai. Nó phải mang lại cho mọi người cái quyền lợi gì? Mang lại cho một là bọn em đã. Hai là mang lại cho chính anh chị. Cái quyền lợi gì thì bọn em mới chia sẻ. Chứ không phải tự dưng bọn em thích là bọn em cứ chia sẻ bừa. Đúng không ạ? Phải có cái quyền lợi cho mọi người và phải có cái sự an toàn hay cái gì ở đây nó hơn những cái hơn cái khác nên bọn em mới chia sẻ nhiều cho mọi người để mọi người có thể biết được cái quyền lợi. Lên. Không thích đây. Ok không sao, lại ra chưa win mà quản lý vốn lệnh thứ hai. Lệnh thứ hai ta vào một lệnh bài. Bạn Minh Dương cần link này đúng không? Bạn lấy link đi thiệt, bạn phút sang bên trái, phút sang bên trái đang ở phòng mục này, bạn kéo sang bên trái thì có cái tạo lời mời trên đấy, bạn kích vào lời mời copy. Bây giờ chúng ta tiếp tục một lệnh bye nhé cả nhà, bye. Hoàng Bách quá tuyệt vời, em không phải chia sẻ đến thôn nhưng thật, em nói thật nhá, bạn nào mà tìm đến em mà có 200 đô em nói luôn tốt nhất là mobile đi, xong rồi em hướng dẫn làm. Đỡ làm phí 200 đô, mọi người chơi với 200 đô, tầm vốn 200 đô thì nói thật mọi người hơi buồn một tí là mọi người hay bị tham và dễ bị bất lắm, hầu như ấy. Còn những bạn nào vốn cứng thì em không nói. Sự thật mất lòng mà, nói thật là như thế, bọn em thô mà thật mà chia sẻ thôi. Mà tắm là uống đất bây giờ đấy. Ừ. Cái gì đấy. Ok, lệnh thứ 3 chúng ta bắt sell luôn. Lệnh thứ 3 chúng ta vào sell nha cả nhà. Sell. Đánh theo bot này, cứ đánh mà. Boss này sẽ đánh cho mình, còn hiện tại nếu mà mình đánh tay thì vào đây mình sẽ đánh được sửa các bạn ạ. Vì rất là đơn giản. Ừ. Nó đang đi cặp với 2-3 thì mình sẽ đánh được sửa. Sell. Kim Hường chia sẻ thêm bài fan trai đúng không? Các quyền lợi của gói bài fan trai bạn đã hiểu chưa? Bạn Kim Hường? Mới. Về cái mới chứ không phải là về cái cũ đâu. Cả à, 5 ngày. Ok, thì bây giờ mỗi gói bài fan trai chúng ta sẽ có chu kỳ là 60 ngày. Nếu trong 60 ngày anh chị mà không tìm ra là một F1 bài fan trai thì anh chị sẽ phải cấy tầng lại xuống dưới mình. Còn tức là tự tạo một F1 rồi mua fan trai cho cái tài khoản đó bên dưới mình. Còn nếu anh chị không mua thì là anh chị sẽ bị reset về level 0 là không nhận được commission nữa. Nói thẳng vào nôm na là chúng ta win. Win cả nhà. Nôm na và nhanh nhất nhá. Có vào không? Lệnh này vào lệnh. Lệnh này không, lệnh này không win rồi chờ. Tôi vào cái xeo á. Ai nhỉ? Vọng. Ừ. Tắt đi để chia sẻ. Để xeo của ai đã. Lê Văn Hoàng. Văn Hoàng. Ok rồi đấy. Hiểu nôm na như này nha mọi người, không cần phải hiểu là đếm ngược hay gì hết. Mọi người chỉ hiểu là cái trường hợp mà xấu nhất ý. Trường hợp mà mọi người có không tuyển được ai đi nữa ý. Đấy là trường hợp là làm tệ nhất rồi. Thì để mà duy trì gói bài văn trai này ý, thì mọi người tương đương với mỗi tháng mọi người bỏ ra 50 đô. Được chưa? Để duy trì nó, để sau này mình vẫn có cơ hội mình tuyển người. Được chưa? Hiểu lúc này thế thôi, không cần phải hỏi là phải 60 ngày, cứ hiểu là mỗi tháng mọi người sẽ phải bỏ ra 50 đô. Để mọi người duy trì cái quyền làm hệ thống của mọi người thôi. Đấy là đối với những trường hợp làm tồi tệ nhất, chứ còn những cái bạn ép bình thường thì tuyển được ngày, tháng vài trăm đô rất là đơn giản luôn ấy. Trường hợp các bạn không tập trung làm và thực sự làm rất là tồi thì mới là như thế. Nên là mình hiểu nôm na là nếu như tồi tệ nhất mình không làm được thì mình sẽ xem mỗi tháng mình sẽ phải bỏ trong túi mình ra có 100 đô, 50 đô thôi để mình duy trì cái quyền đấy.
Còn nếu mà còn lại các anh chị làm tốt thì em không nói, làm tốt thì quyền lợi kinh khủng rồi. Vẫn chưa có tín hiệu đâu đúng không? Chưa. Đấy, như lúc trước em nhận định 10 phút trước là cái tình hình này vào đánh lịch sử là ngon này đúng không? Nó đang kéo dây rất là ok. Thế anh chị nào mà mới vào ấy, hoặc là mới, ví dụ anh chị gõ exactly nó ra cái lịch sử đẹp như này thì mọi người chuyển sang bắt lịch sử, bắt bốt lịch sử, đấy, thế thôi. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà vì là em set bot thì nếu như khi nãy với ai mà số 200 mọi người set bot thì mọi người đã đủ target rồi. Chúng ta cũng win được chục lệnh rồi mà chúng ta win rất là sớm. Bot chúng ta chỉ lệnh 3 thôi, chẳng qua lúc nãy chúng ta nhầm một lệnh, chúng ta mới lên lệnh 5 thôi. Không lệnh 3 là chúng ta win rồi, ok chúng ta có tín hiệu vào một lệnh buy. Chúng ta có tín hiệu vào một lệnh buy, 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 buy. Hôm nay chơi đây win từ lúc cũng win được thêm mấy chục đô. Nhưng mà em set bot từ sáng thì được 3 mấy đô. Nếu như mà mọi người làm tồi lắm ấy, thì tức là mỗi tháng bỏ ra có 50 đô nữa thôi, làm gì nhiều. Ở đây có những bạn làm hệ thống một tháng các bạn đi kiếm ít nhất cũng vài trăm đô thì bỏ ra 50 đô nó rất là nhẹ nhàng. Mà 2 tháng chứ. 2 tháng chả lẽ không kiếm được ai mobile mà cũng không có ai chơi đúng không ạ? Thì đấy là quá tồi tệ. Thực sự ấy. Thì lúc đấy là thôi mình chấp nhận mình không phù hợp với công việc này cũng có cái gì quan trọng đâu. Nhưng mà những các bạn làm tốt thì sao? Thì cái tiền commission nó rất là nhiều. Đó là cái động lực cho mọi người đấy. Mà hai nữa là nếu như mọi người làm tốt giống như em với Quân bây giờ là có lưng cứng luôn, gọi là có lưng cứng luôn. Win rồi đúng không? Win. Từ đầu tháng giờ commission em được 9.000, mọi người tin không? Commission của em được hơn 7.000 rồi. Mà nếu như mà có cái chính sách 60 ngày này ấy, thì tháng nào bọn em cũng có lương cứng luôn, lương cố định ạ. Vì những cái bạn dưới đã ba văn trai rồi thì tháng nào bạn ấy cũng sẽ cho bọn em 2 đô. Nói thẳng như thế. Sẽ cho bọn em được 2 đô. Thực ra nó cũng xứng đáng với công sức mình bỏ ra mà đúng không? Bao chuẩn. Anh em thấy không? Mình đánh theo bot này cực kỳ nhẹ nhàng và chúng tôi win rất là nhiều. Từ lúc giờ win được 11 lợi. Đấy là mình trực thôi, chứ còn mình không trực thì đi vèo phát là đủ target rồi. Đúng rồi, bot chạy rất là nhanh và ổn định và chúng ta chỉ có lệnh 3 thôi. Nếu chạy đúng như cái lệnh em gửi này thì không chỉ có lệnh 3 chúng ta win thôi. Lệnh 3 win thì chắc chắn là có lợi nhuận rồi. Lợi nhuận không nhiều chúng ta có lợi nhuận là ok rồi. Quan trọng nhất là mình có lợi nhuận. Còn nếu anh chị muốn đánh theo tín hiệu thì em đánh nào vào lệnh được. Muốn vào lệnh càng nhiều thì rủi ro càng nhiều. Cũng giống như việc mọi người đi trên đường nó càng rút ngắn quãng đường mọi người đi thì nó càng an toàn. Đi trên đường nhiều làm sao biết trước điều gì đúng không ạ? Vậy ở đây mình nhận định thị trường, mình xét được bot. Thì cái thời gian đấy mình dành thời gian đi phát triển, đi chia sẻ hệ thống. Đi chia sẻ hệ thống để có thêm thu nhập cho mình và cũng tạo thêm nguồn công việc cho nhiều người. Trong này thì anh chị thường có một cái tâm lý là sợ khi mình chưa kiếm được tiền thì không dám chia sẻ cho người khác. Cái vấn đề không kiếm được tiền của cá nhân mình ấy, thì nó có rất là nhiều lý do. Và cái lý do rõ ràng nhất là anh chị không có kỷ luật, không có dạng chốt lời, chốt lỗ. Chứ còn là nếu mà anh chị kỷ luật trong thị trường này kiếm lợi nhuận từ 1 đến 3% mỗi ngày nó rất là dễ. Thực ra là nó là góc nhìn của mọi người thôi. Ngày xưa mà em nghĩ như thế, lúc em chia sẻ cho bạn Thông ấy, bạn ấy còn chưa biết cái hệ thống là cái gì đâu. Nếu như em nghĩ như thế thì làm sao mà bạn Thông có thu nhập như mày bây giờ, đúng không? Ừ. Ok, thế chúng ta có tín hiệu. Chúng ta có tín hiệu, bây giờ chúng ta sẽ vào một lệnh buy. Chúng ta có tín hiệu, chúng ta sẽ vào một lệnh buy. Vì anh chị phải nhìn vào cái thực tế tại sao mình mất tiền và tại sao lý do tại sao mình thua trong thị trường này. Thì có 3 cái lý do chính. Thứ nhất là không có chốt lời chốt lỗ. Thứ hai ở trên thị trường quá nhiều. Cái lý do thứ ba là anh chị quản lý vốn nó lôm ca lôm côm không đâu vào đâu cả. Còn nếu anh chị quản lý vốn đúng có dặn chốt lời chốt lỗ. Trong này anh chị thấy cái lợi nhuận từ 5 đến 7 đô nó rất là nhỏ. Nhưng vì tại sao nhỏ? Vì cái số vốn anh chị nhỏ ăn như vậy thấy chị rất là ít. 1% của 100 đô chỉ là 1 đô đúng không? Nếu 500 đô là khoảng 5 đô và 3% khoảng 10-15 đô. Quan trọng nhất là anh chị có cái dạng chốt lời, chốt lỗ nó rõ ràng ra và muốn ăn ở trên thị trường ít, có lợi nhuận cao thì mọi người nâng cái vốn lên nó càng an toàn. Vì anh chị nhìn 1-3% nó rất là nhỏ trong một ngày, nhưng anh chị thử tổng kết lại một tháng thế là bao nhiêu? Có cái công việc truyền thống nào một tháng nó tạo ra cái lợi nhuận từ 30-90% không? Hello Tuấn, ok chúng ta win đấy cả nhà. Nguyên tưởng chúng ta sẽ ngưng lại và chờ tín hiệu tiếp tục. Thì có công việc là truyền thống là tạo lợi nhuận từ 30-90% một tháng không? Há chạy hình ảnh đồ. Ví dụ anh chị có cái số vốn khoảng 1.000 đô chẳng hạn. 1% thì nó là 10 đô, và 3% thì là khoảng 30 đô. Nick của mình đã định đếm ngược rồi Thông ơi. À Quân ơi,
hàng giao dịch theo cái độ tăng giảm của đồng tiền Bitcoin của thế giới á. Nick cây tổng á. Ừ. Đếm chưa? 60 rồi. Ok, tuyệt vời. Đây mọi người cứ bảo chốt bài khó, em chốt béo phát được bài này. Linh ơi, xem cái mic nào đang ổn ổn, tôi chưa thấy cái mic nào. Có một anh nào nói tăng giảm. Dự đoán nó xuống, thì mua xuống. Anh ấy đang đang phân tích thị trường. Đây rồi, ok, tắt rồi. Ok. Mọi người quan trọng nhất trong thị trường này, mọi người nhận định thị trường và mọi người có thể chốt lời chốt lỗ, và là cái việc mình set bot cực kỳ nhẹ nhàng. Ok, lệnh này chúng ta win nhé cả nhà, có lệnh chúng ta có tín hiệu, chúng ta sẽ vào một lệnh buy nhé cả nhà, có tín hiệu chúng ta sẽ vào một lệnh buy. Mọi người nhìn thấy cái lệnh em gửi không? Để em gửi lại cái lệnh dưới này, để em gửi lại buy, cái lệnh buy sell đúng không? Lại copy tôi gửi xuống đây, tôi gửi đây cho mọi người. Em đang đi hạ đi cái lệnh này một giới xanh chốt một... lỗ là cắt lỗ, nếu như thị trường xấu thì cắt lỗ 20-25% tài khoản. Ví dụ còn chốt vốn, lời là vốn... 1-3% gốc là mình chốt lời nhá. Đúng rồi, khoảng nó cực kỳ an toàn. Đừng mà tăng giới hạn chốt lỗ 100%, chốt lời 100% thì em chịu luôn, không thắc bao giờ thắng được. 100% là đánh bạc rồi. Mình thì là mọi... mình làm tài chính anh chị nha, mình không đánh bạc ạ. Thế nên là anh chị có mang đánh bạc, anh chị mang 10 triệu về mà không không hết 10 triệu chắc chắn anh chị không về đâu. Nhưng riêng trong này mang 10 triệu về, mang 10 triệu đi đầu tư thì anh chị thua được 2 triệu đến 2 triệu rưỡi là anh chị có thể chốt lỗ được rồi, để ngày mai thị trường êm mình vào tiếp ạ. Được chưa? Đấy là sự khác biệt. Mọi người thấy không? Cực kỳ nhẹ nhàng. Chúng ta tiếp tục win. Tiếp tục win. Ok. Từ tối là chúng ta chỉ đi đến lệnh 3 thôi. Nó cực kỳ nhẹ nhàng. Đến lệnh 3 thôi. Mà đến cái lệnh 3 thì anh chị đi min nào anh chị vẫn có lợi nhuận. Nếu mà à, có một dính một cái lệnh 5 và mình nhầm bốt. Chứ còn lại toàn gu lệnh 1, lệnh 2 thôi. Mình nhầm lệnh bốt thôi. Đếm ngược rồi. Sướng. Ok, ok. Quá tuyệt vời. Đây này chúng ta sẽ ngưng. Không có tín hiệu. Bao giàu, bao giàu. Mỗi một ngày một cái bài. Lâm đánh hay quá nhỉ. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chúc mừng, chúc mừng. Nếu nói cái này Lâm đừng buồn nhá. Lâm mà duy trì như này 3 hôm nữa Lâm đừng kêu là em cháy rồi nha. Không gọi 3 nó chắc ngày mai luôn ấy. Nếu mà không cháy thì để mình trả gấp đôi số tiền này. Nếu mà trên thị trường quá nhiều như thế này mình đảm bảo đấy, không phải là xui rủi đâu, nhưng mà ở trên thị trường như này là quá nhiều vì cái số vốn nhỏ mà nó lợi nhuận như này làm sao mà chống được. Kia bạn có một cái lệnh đánh 29 đô kìa. Có cái lệnh tất đánh tay 29... đấy, nhìn tất tay sao ấy? Hình như là vậy đấy, tất tay như một win. Trời ơi. Đây này. Vốn 3.000 mà lại được có 44 đô này. Thấy nhiều đấy, lắm rồi này. Đấy mà chuẩn. 3.000 đấy. Thế là 4% nữa. À đâu nhầm. Tháng 3%. 4%. Tính thôi em nha. Em cái nick này là từ lúc 8 ngày mới 8 ngày thì như này là tôi được 1% là đẹp rồi đúng không? Là 8-24. Hơn 1%, 2%. Đây là tháng. 8 ngày được 330 đô. Đúng rồi. Đánh chuẩn như này không bao giờ lo, ít lo ra đảo lắm. Em chẳng hạn. Ok, lệnh này chúng ta có tín hiệu 3 xanh. Chúng ta sẽ vào một lệnh buy. Chúng ta sẽ vào một lệnh buy. Tí nữa sau cái buổi giao dịch này, nếu anh em thích cắm bốt, mọi người cắm cái lệnh mà em gửi ở trên này. Đặt profit 1-2% thôi. Ví dụ anh chị check cái lợi nhuận của mình nó tính thì nó bao nhiêu phần trăm trên vốn rồi. Anh chị đặt thêm 1-2%. Cái khúc này thị trường nó chạy vẫn là ok. Khúc này thị trường nó chạy vẫn là ok nên rất là dễ. Chúc mừng Minh Giang nhé. Linh hướng dẫn bạn set bot đây Linh. Đây có video đây bạn ơi. Ok ok. Bạn lưu video về tí nữa, rảnh xong buổi giao dịch thì bạn ra bạn xem, bạn làm theo những gì tớ hướng dẫn ở trong video là sẽ hiểu cái cách có set cái vị... Và trên cái phòng Discord là mình có video hướng dẫn set bot mà. Đây là video tôi làm tay, nó dễ hiểu hơn làm video kia. Yeah, ok ok, gửi đây cho anh em tham khảo. Và đây là con bot của nó nha anh chị. Ok lot. Ok lot thì lệnh này chúng ta có luôn tín hiệu, một cái tín hiệu vào lệnh buy nhé cả nhà. Mọi người quản lý vốn lệnh thứ hai chúng ta vào luôn một lệnh buy. Lệnh thứ hai chúng ta vào luôn một lệnh buy. Buy buy xem video của Linh làm nè. Mình chính mình không có cái video này đâu. Chúng ta vào luôn một lệnh buy. Cho ngay mà tôi hướng dẫn thôi. À thế à, mà hướng dẫn thôi nhé. Buy buy buy.
dễ hiểu mà, cực kỳ dễ hiểu vì nó rất là dễ con bot này mọi người. Vì tôi làm đi như những cái gì tôi làm tay thì tôi như thế, đúng rồi, như thế. Đúng rồi, là đúng vào rồi, đâu rồi như nào nó nhanh hơn, đúng rồi, cực kỳ dễ hiểu. Anh chị em có câu hỏi nào liên quan đến chatbot hay là đặt lệnh hay nhận lệnh thị trường mọi người gửi lên nhé. Quan trọng nhất trong này là chatbot rồi mọi người phải nhận định thị trường. Lấy con bot thống kê, lấy con bot thống kê thị trường một giờ vừa qua xem thị trường đi như thế nào rồi mọi người chọn lệnh, chọn phương pháp cho phù hợp. Như thị trường đang đi binh bông giờ mình bắt binh bông, mà đi dây thì bắt dây luôn. Ok, chúng ta win đấy cả nhà, quá là nhẹ nhàng luôn. Win. Win rồi thì mình lại chờ tín hiệu thôi, đơn giản là vậy thôi anh em. Chúng ta sẽ chờ một cái tin hiệu. Nếu cái PA này ra một cây sell thì sau chúng ta lại có tín hiệu vào lệnh buy. Bot thống kê là bên dưới đấy bạn, bot báo tín hiệu. Cần bot ở trên kìa bạn này. Và cần bot trên thôi và là làm cái lệnh exactly. Là tất cả mọi lệnh trong bot đều có dấu gạch chéo ở trước nhé cả nhà. Nó có hướng dẫn hết mà, anh chị cứ bắt đầu start là nó hướng dẫn đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Con bot ở trên kìa anh là coi. Anh nó copy con bot đấy. Dán thằng Telegram. Nói không phải nói điều, nó còn ngoan hơn vợ mọi người đấy. Bảo gì nghe đấy. Ok, lệnh này chúng ta vào một lệnh buy. Lệnh này chúng ta vào một lệnh buy. Giờ em mới vào tín hiệu nào lệnh, lệnh Lê Văn Hoàng, cái lệnh bot đây để mình gửi lại ở dưới cho bạn. Vì mình đã đánh theo hôm nay. Không, lệnh trước là mình win là mình ngưng, mình chờ. Bây giờ có tín hiệu mình vào tiếp. Lê Văn Hoàng, con bot mình đang chạy giờ đây. Lệnh này chúng ta vào một lệnh buy cho cả nhà. Buy, buy, buy. Mình đang chạy hai lệnh. Một cái là bắt quản lý một tầng, một cái là bắt 3 U, một cái là bắt 1 U 1 D. Tức là quản lý này nếu mà mọi người phải quản lý theo vốn của mình nhá. Nếu đi min 2 là đi min 2. Như cái vốn như mình đi min 5 thì quản lý vốn theo min 5. Quan trọng nhất là nó phù hợp với cái số vốn của mình. Nói chung là nói thì dài lắm mọi người. Có điều kiện lên thị trường đánh demo gặp nhiều trường hợp nó sẽ tự hỏi được ra mà tự vỡ được ra. Sau okay. Đấy là mình lên mình hỏi, học thì hỏi thêm. Ok, lệnh này chúng ta lót và chúng ta quản lý vốn lệnh thứ hai, chúng ta tiếp tục một lệnh bài. Tiếp tục một lệnh bài. Chúng ta tiếp tục một lệnh bài. Bài, bài, bài. Hôm nay mà đánh tự nhiên thì win rất là nhiều. Mình mất 100 đô mới hiểu được hơn nữa. Từ từ 100 đô đơn giản mà. Mình mất đến 4.000 đô mình mới hiểu được một tí vì thị trường mà. Ok ok. Nhưng mà mọi người đừng để mất nhiều vì mọi người được hướng dẫn. Thì khi bọn em làm là bọn em những người gần những người đầu tiên là không hiểu về cái quy luật và cái cách làm đúng. Nên là không người hướng dẫn cũng không sát sao lắm. Nên bây giờ mọi người cứ hỏi liên tục thì bọn em sẽ hướng dẫn được mọi người. Ok, chúng ta chưa win, mọi người quản lý vốn lệnh thứ 3, chúng ta vào một lệnh sell. Nhớ ngày nào là quân trả về hướng dẫn mình mấy nhỉ? Chúng ta vào một lệnh sell. Off foot. Thế mới giỏi, sell. Thế nên mới có hôm nay chứ, phải không Linh? Nếu mà quân mà cứ kèm quá chưa chắc đã bơi được đâu. Kèm quá thì nghĩ là mẹ nó định lừa mình rồi. Suốt ngày nó định lừa cái gì rồi. Sell. Tự lực cánh sinh. Đúng rồi. Phải thế. Mới nên được người chứ. Thế tháng với 200 nó mới đáng. Đi nào, tháng này hơn 200 đấy. Ây dạ. Tức là ý anh nói là cứ suốt ngày nhắn tin hỏi này hỏi kia đấy em. Bình thường mà. Đúng rồi, xóa. Không. Đây này. Láo gì? Ok, lệnh này mọi người quản lý vốn lệnh thứ tư, chúng ta vào một lệnh buy. Lệnh thứ tư chúng ta vào một lệnh buy. Lệnh thứ tư chúng ta vào một lệnh buy. Thầy thông cái gì ạ? Thấy 10 giờ chúc ngủ ngon đấy nè. Order buy.
Ai xúc của ngon đấy? Không, thầy Thông. Đúng xúc đầu rồi. Nhắn cậu Ngọc đi, xong đến lúc có đứa nó nhắn tin sang. Nhắn gì? Tin nhắn mua đồ ấy. Ở nhóm nào? Nhóm sơ ta tôi thoá rồi. Ừ. Đứa nhắn tin bạn mua đồ không, xong lại chuyển khoản nó lấy mất tiền. Lằng nhằng cho ngay ra ở nhóm này nhanh. Bye bye bye, lên nào. Lên. Lên rồi. Lên rồi. Ok. Nên nó đi cảm giác như ở thời gian ngừng trôi chậm lại. Ok, chúng ta đây win đấy cả nhà. Anh ơi đặt câu hỏi đi mọi người cho đỡ nhàm chán nào. Mọi người đặt câu hỏi đi, chúng ta lại chờ đấy, không có tín hiệu vào lệnh nữa đâu. Ngày xưa em không ai hỏi đâu như này đâu. Nó không biết hỏi mà. Bài, bài, đấy bài. Nó không thích gái xấu, nó chỉ thích gái xinh thôi. Kệ, tự bơi. Chuẩn lắm. Nên bây giờ em hiểu tâm trạng của mọi người là mọi người sẽ phải hỏi rất là nhiều. Và hỏi thì mới giỏi được. Hoàng Bách không biết hỏi gì à bạn? Không biết hỏi gì thì vào lại. Chứng tỏ là quá am hiểu rồi, cứ thế mà làm thôi nha. Ừ, Hoàng Bách là ép của Linh hay của ai nhỉ? Không biết. Ừ. Chứng tỏ là một. Có hai trường hợp để hỏi. Một. À, hai trường hợp nếu không hỏi gì thì là một là biết quá rõ và trường hợp thứ hai là không biết gì. Đúng không? Ừ. Thì mới hỏi, nếu mà trường hợp không hỏi thì một là biết quá rõ, tức là biết hết rồi, chỉ làm thôi, còn trường hợp thứ hai là không biết gì. Ừ, ok, lần này chúng ta sẽ vào một lệnh bài. Đây, chúng ta vào một lệnh bài, bài, bài. Lâm ơi, chị vẫn chưa hỏi à, hiểu em là em muốn hỏi nhận tiền gì. Dùng 100% điện thoại em từ lúc em làm 5 tháng đến bây giờ em chưa biết dùng máy trên máy tính là cái gì đâu. Còn điện thoại. Thật ra là có máy tính đâu mà dùng. Ờ đúng rồi, em chả có máy tính mà dùng. Định mua nhưng mà thấy bất tiện lắm thực sự ấy. Dùng điện thoại nó nhanh. Tôi mua cái máy tính về thì là tôi thì đã làm treo chứ thì tôi bật lên rồi còn chả bật. À sau cái vụ bị cháy thì vụ mà đi rửa tay quay sang ấn mắt hai lạnh ấy. Ừ. Hay quá thầy Thông. 225 đô kìa. Lại bắt đầu tố đấy. Mai gọi anh Vịnh. Dùng 100% trên điện thoại nha bạn ơi, không cần máy tính đâu. Nghèo làm gì có máy tính mà yêu cầu nhiều bạn. Ok mọi người, quả này vốn lệnh thứ hai, chúng ta tiếp tục vào lệnh bài. Chuẩn đấy. Ra điện thoại là thoải mái mà. Chúng ta tiếp tục một lệnh bài. Yêu cầu nhanh nhất đó là. Wow. Có gì mà nhanh, bạn chỉ ao ra vào 2 giây thôi mà. Không đến. Yêu cầu nhanh nhất là biết chữ. Thế thôi. Bye 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 bye. Order bye, order bye, order. Nói mọi người đừng giận nhé. Mẹ em còn biết vào màn hình chơi mới chơi rồi đấy. Chứ đừng nói là mọi người trẻ nữa. Mẹ em năm nay 50 tuổi mà còn biết chơi rồi đấy. Chúc mừng Giang. Sao đánh lệnh to này toàn 20, 30, 10 nữa. Quá nguy hiểm. Nguy hiểm thật đấy. Ok, chúng ta win đấy cả nhà. Chúc mừng cả nhà có buổi giao dịch big win với số lệnh win không nhiều như lệnh rất thấp. Chưa nói chuyện gì hết, chuyện nó đã sắp hết giờ. Và giờ thì chúng ta sẽ không vào lệnh nữa. Ôi buồn à. Anh em có cái gì chia sẻ để mọi người nhắn đây, chúng ta sẽ chia sẻ chứ chúng ta sẽ không. Có hỏi đi em ơi, ai có câu hỏi gì hỏi nốt đi nên cho thầy Quân ngủ nào. Hôm nay thầy ăn tôm hơi no nên là cho thầy ngủ sớm. Câu hỏi đi. À, Đức ơi, anh cũng ít ngủ trước 11 giờ lắm. Ít khi ngủ trước 11 giờ. Nên là anh em có câu hỏi nào thì mọi cứ nhắn nha. Giờ cắm cho con bot nó chạy đấy chứ chơi gì nữa, anh em chơi thì nhiều. Mà chúng ta cũng ghi được hơn chục lệnh, 15 lệnh, nhưng chỉ lệnh 3 thôi, 3 lệnh. Em không biết mọi người như nào, nhưng em hay có thói quen bắt một U hoặc một D vào buổi sáng. Và em làm liên tục đến giờ chắc là 8 ngày rồi, vẫn đủ target đều. Hay một U một D, em nhìn thị trường trước xong em vào em bắt. Em bắt một U một D, có những hôm nào nhanh nhá 15 phút đủ target luôn, 30 đô. Còn hôm nào lâu lâu thì tầm nửa tiếng, một tiếng. Bao chuẩn. Em bắt lệnh 7. Thị trường nó chỉ có hai dạng thôi, nhưng mà trước khi mình bắt đi thì mình nên nhìn thị trường qua đi rồi mình bắt.
Bạn gặp vừa rồi mình xét theo phương pháp là xét đánh theo lệnh bot nhé. Đánh theo cái lệnh mình xét Dương bot ơi, mình gửi ở đây này. Dương ơi, Dương nên xem cái video tớ gửi nhá, và vào vào bắt đầu luôn ạ. Tí nữa bạn vào luôn Tele, bạn áp dụng luôn để bạn biết được là một U là cái gì, một D là cái gì. Nó là cú pháp bot và thay cho U chính là tương đương với buy và D tương đương với sell ở trong cái cú pháp tín hiệu của bot nhá. Tí nữa bạn xem bạn sẽ hiểu được nó là cái gì. Bot nó có hai vế, vế bên trái là vế tín hiệu, vế bên phải là vế vào lệnh. Với vế tín hiệu ấy thì U chính là buy và D chính là sell, được chưa? Còn vế vào lệnh ấy thì là buy chính là B chính là buy và S chính là sell, được chưa? Cụ thể là video trên trên tớ gửi đấy bạn. Bằng lời nói nó không bao giờ cụ thể được bằng hình ảnh nha bạn ơi, đây tớ gửi luôn lại cho này. Sau khi mọi người xem video và áp dụng như thế, mọi người cảm thấy là không hiểu thì hỏi tiếp, nó sẽ dễ hơn là làm mô tả bằng lời nói nhé. Có những thứ là chỉ có hình ảnh nó mới thực tế được thôi. Lời nói không giải quyết được gì ạ. Ok. Cảm ơn cả nhà đã có buổi giao dịch hôm nay cùng em. Hẹn mọi người buổi Đây, giao gửi dịch lại video cho. tiếp theo. Chúc anh chị ngủ ngon nhé. Rồi đi ngủ nhanh thế. Có tí vấn đề cần xử lý ngay. Ok, Ok, gửi ok. lại cho trước đi để tôi ấy. Ok, Đây link đã đây. nốt mọi người nhé. Đây mọi người xem qua video này của em nhé, thì mọi người Ok. sẽ biết được như thế nào. Thì lúc đấy là mình có câu hỏi gì liên quan đến xoay quanh đến bot thì mọi người có thể hỏi nhé. Mọi người có hỏi gì nữa thì có thể hỏi, không thì mình sẽ kết thúc buổi giao dịch ở đây nhé. Khá là ok, cũng nhẹ nhàng, không bị đu lệnh quá nhiều. Dạ, chúc mọi người ngủ ngon nhé, hẹn mọi người 9 giờ sáng mai.